Xem tử vi về tuần mới, về tốt 7 con giáp cực kỳ may mắn được thần tài gọi tên, tài lộc rực sáng ngay trong tuần này đến ngày mùng 6 tháng 11 năm 2022 về dương lịch. Đây là tốt những con giáp cực kỳ may mắn, làm đâu thắng đó, tiền tài viên mãn. Và các bạn thân mến, để điểm danh với tốt những con giáp may mắn trong tuần này, bạn được tiếp xúc với rất nhiều cơ hội để phát triển, lại thêm tính chăm chỉ, không ngừng cố gắng nên tiền chảy về túi là chuyện tất nhiên. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong tuần mới là con giáp người tuổi Dần. Dần là con giáp may mắn và phát tài trong tuần này, song với những người tuổi Dần vẫn sẽ phải trải qua một vài những khó khăn. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của chính mình nên Dần có thể có những cơ hội lội ngược tình thế và gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp. Chính vì thế mà người làm công ăn lương phải giữ vững định hướng của chính mình. Chỉ cần bạn cố gắng một chút thì chắc chắn sẽ tìm ra phương án giải quyết mọi vấn đề và được cấp trên đánh giá rất cao, thậm chí là có một số người còn được nhận thêm khoản thưởng nóng để khích lệ. Còn trên phương diện tài lộc của người làm kinh tế cũng có dấu hiệu phát triển rất tích cực, đặc biệt là vào khoảng thời gian giữa tuần khi mà bạn tìm ra những cơ hội làm ăn phù hợp nhất. Có thể bạn sẽ phải khá vất vả, song bạn hoàn toàn có thể khiến cho cuộc sống sang trang mới khi mà có cơ hội kiếm về một khoản cực kỳ dư giả. Bởi vì có sự xuất hiện của sao Thiên Đức, nó là một lời khẳng định rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì chắc chắn thành công nằm ngay trong tầm tay của bạn. Chính vì thế mà khi đứng trước những khó khăn hay những cơ hội thì bạn cũng hãy mạnh dạn tiến bước và tin tưởng hơn vào tiềm năng của chính bản thân mình. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong tuần mới này, đó là con giáp người tuổi Mão. Với trong tuần này cũng là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Mão trên cả phương diện sự nghiệp cũng như là con đường tài lộc. Bạn không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư giả mà còn khẳng định được vị thế của chính mình. Dù bạn làm ở bất kỳ lĩnh vực nào, với người theo đuổi con đường sự nghiệp thì luôn nhận được sự coi trọng của cấp trên và bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng. Nếu như hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Chính vì vậy mà hãy coi đây là bước đệm để bạn thăng tiến trong tương lai. Trong khi đó thì người làm ăn kinh doanh luôn nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Trên những đơn hàng lúc nào cũng tấp nập, bạn có thể sẽ phải bận rộn một chút, xong bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt sẽ nhận được những hậu quả đền đáp bấy nhiêu. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong tuần mới này, đó là con giáp người tuổi Ngọ. Đối với người tuổi Ngọ là người làm công ăn lương thì có một túi tiền rủng rỉnh trong tuần này, vì bạn đã hoàn thành vượt mức yêu cầu, chắc chắn chẳng có cấp trên nào lại không sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng hậu hĩnh và xứng đáng cả. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chấp nhận một điều là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Với những thành tích xuất sắc của bạn có thể khiến cho kẻ tiểu nhân phải ghen tị, luôn rình mò để hạ thấp uy tín của bạn. Chính vì thế mà điều bạn cần làm là phải bỏ ngoài tai những lời không hay, hãy tập trung vào nhiệm vụ của chính mình. Còn với người làm ăn có thể sẽ nhận được tin vui vào lúc cuối tuần. Với những con mắt tinh đời của mình, bạn có thể phát hiện ra những cơ hội làm ăn quý giá, thậm chí là trở thành người dẫn đầu xu hướng. Tuy nhiên thì con giáp phát tài trong tuần này cũng cần phải chú ý việc chi tiêu chừng mực. Nếu không, dù có dư giả đến đâu, bạn cũng rất dễ bị rơi vào tình trạng cháy túi. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong tuần mới, đó là con giáp người tuổi Thân. Với chuyện tiền bạc của người tuổi Thân có dấu hiệu khởi sắc ngay từ đầu tuần, có lẽ là sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian vừa qua đã được cấp trên ghi nhận và trả công xứng đáng đối với bạn. Bạn không chỉ khẳng định được là giá trị của bản thân mà còn
vạch ra được hướng đi mới cho cả tập thể. Có một số người phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt với bạn, như đồng nghiệp ở trong tuần này. Và tuy nhiên, xét trên phương diện tích cực thì nhờ có sự cạnh tranh đó mà bạn đã thêm sự tập trung quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ, không để mình bị tụt hậu so với mọi người xung quanh. Còn với người làm ăn kinh doanh thì bạn phải giữ vững định hướng của chính mình và bỏ ngoài tai những lời bàn lùi của người khác. Dù đôi khi bạn thấy vất vả, song đồng tiền chảy vào túi bạn đều đều chính là lời cổ vũ hiệu quả nhất đối với bạn trong tuần này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ 5 nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong tuần mới, đó là con giáp người tuổi Tuất. Tuất vốn là những người nhanh nhạy, thông minh cùng với khả năng nắm bắt thời cơ và có tầm nhìn xa trông rộng, nên con giáp này rất dễ gặt hái được nhiều thắng lợi lớn. Tuổi Tuất là những người có cá tính riêng biệt và có cách ứng xử được lòng người, nên Tuất luôn luôn được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ. Dẫu phải trải qua nhiều chông gai trong việc làm ăn, gặp rất nhiều thử thách, nhưng Tuất vẫn có thể tìm ra cho mình hướng đi tốt đẹp nhất. Và theo tử vi dự báo là trong tuần mới này, Tuất được thần tài chiếu mệnh, nên con giáp này có thể thoải mái chi tiêu mà không lo cháy túi, bởi đây là những thời điểm mà mọi may mắn đều đổ dồn về phía bạn, giúp cho bạn dễ dàng đạt được rất nhiều điều như bạn đang mong muốn. Trong công việc sự nghiệp dễ dàng đạt được nhiều dấu ấn rất quan trọng theo hướng tốt đẹp nhất, và bạn luôn có cơ hội được tăng cấp bậc và rất nhiều cơ hội làm ăn được ký kết hợp đồng, khiến cho ai nhìn vào cũng thèm thuồng và ngưỡng mộ. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ 6 nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong tuần mới, đó là con giáp người tuổi Mùi. Trời sinh những người tuổi Mùi là người có tính cách lương thiện, ít tham vọng lớn, nhưng không phải như vậy là họ không có mục đích sống. Với trong công việc thì họ luôn luôn hướng đến mục tiêu có quyền và có tiền. So với những con giáp khác thì người tuổi Mùi là người không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn và sóng gió. Nếu sóng gió càng lớn càng khiến cho bản thân họ trở nên vững vàng hơn nhiều, nhờ đó mà họ luôn gặt hái được rất nhiều thành công, dù là họ làm trong lĩnh vực gì đi chăng nữa. Với người tuổi Mùi là người không chỉ giỏi giang mà còn mang mệnh vượng phu ích tử, giúp cho gia đạo luôn luôn hưng thịnh. Trong cuộc sống của Mùi thì luôn an nhàn sung sướng, cuộc sống sung túc viên mãn và đủ đầy. Khi mọi người nhìn vào cuộc sống của Mùi đều thầm khen và ngưỡng mộ. Và theo tử vi trong tuần mới này thì người tuổi Mùi là người có nhiều cơ hội tích cực, nên đường tài vận rất dồi dào. Với những người tuổi Mùi, họ đi đến đâu cũng luôn có quý nhân giang tay giúp đỡ, vì vậy mà mọi công việc rất hanh thông và thuận lợi. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ 7 nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong tuần mới, đó là con giáp người tuổi Tý. Trời sinh những người tuổi Tý là những người thông minh tài giỏi. Chính vì vậy, họ làm việc gì cũng thành công dễ dàng và dễ trở thành người lãnh đạo trong cuộc sống. Với người tuổi Tý cũng là người luôn luôn chủ động mạnh mẽ trong cuộc sống, không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Và theo tử vi trong tuần mới dự báo rằng, với những người tuổi Tý sẽ có những cơ hội thăng quan tiến chức và mở rộng thêm những cơ hội làm ăn của mình. Chính vì vậy mà tài chính trong những thời gian này bạn lúc nào cũng rủng rỉnh và thoải mái chi tiêu. Còn về đường sức khỏe trong những thời gian sắp tới đây thì Tý không gặp phải vấn đề nào lớn về sức khỏe, bạn sẽ có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn cũng không nên là ăn quá nhiều đồ linh tinh kiểu bệnh tiêu hóa khiến cho bạn rất mệt mỏi. Nó làm ảnh hưởng đến công việc và hiệu quả sản xuất trong tuần mới này. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.